JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, xin mời quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, trước tiên em thay mặt nhân viên công ty JK Audio thì xin chúc tất cả các bác và miền Tổ quốc sức khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Vâng, hôm nay bên em sẽ làm review để chứng minh cho các bác thấy một điều, đó là về những cái dòng đẩy rất nhiều công nghệ và rất nhiều giá tiền khác nhau. Và hôm nay em làm một video test để cho các bác trải nghiệm và các bác đánh giá vì sao như thế này, vì sao như thế kia. Vâng, thì bên em cũng nghe điện cũng rất là nhiều của các bác mọi miền Tổ quốc, gọi điện cho shop JK Audio thắc mắc bảo tại sao trên thị trường có những cái đẩy rất là rẻ và có những cái đẩy rất là đắt. Vâng, đôi khi nó chỉ chênh nhau vài trăm nghìn thôi, nhưng các bác cũng thắc mắc rồi. Nhưng em phải giải thích cho các bác là có một câu mà chúng ta hay nói ở cửa miệng, đó là tiền nào của đấy. Vâng, rẻ thì không bao giờ có chất lượng. Đấy là những cái câu mà chúng ta hay chốt ở cửa miệng là như vậy. Thì hôm nay thì em cũng làm một cái video để chứng minh cái điều đó. Vâng, thì các bác, đây là em đang nói về đẩy các bác nhé. Hôm nay em làm chi tiết về đẩy công nghệ thường, công nghệ class D, công nghệ class AB. Vâng, thì nhiều bác thắc mắc tại sao mà bên này đắt bên kia rẻ, và tại sao cái đẩy này nhiều sò, cái đẩy này ít sò. Vâng, thì trước mặt em đây là một cái đẩy Yamaha 700S. Vâng, đây là cái dòng đẩy rất là nhiều sò và dùng công nghệ thường. Vâng, thì em nói luôn cho các bác, sò chưa chắc, nhiều sò chưa chắc đã là khỏe. Vâng, thì đây là hiện tại em sẽ làm một cái video test chứng minh nhá. Em sẽ để toàn bộ volume của cái vang kia nguyên si, không can thiệp gì, và em mở một bài nhạc và ở một cái đẩy cũng ở một cái mức volume 12 giờ đây ạ. Em để chứng minh cho các bác vì sao nó rẻ, vì sao nó đắt. Đây là em đẩy 12 giờ nhé. Đây bên này cũng có ba cái đẩy, hai cái đẩy nữa, một cái đẩy công nghệ class AB và một cái đẩy công nghệ class D. Thì em sẽ chứng minh tất cả. Em để những cái volume này là 12 giờ và những cái đẩy này là rất ít phò, đẩy kia có 4 phò đấy ạ. Công nghệ class D 4 phò. Đây là đẩy Digiost D100 class AB 16 phò. Vì sao nó khỏe, vì sao tiếng nó sạch. Rồi thì em nói luôn với các bác là những cái tất cả những dòng đẩy mà sò thường, chạy công nghệ thường thì nó rất là rẻ, và cái chất âm đạt được thì hầu như là nó có cái độ nhiễu tiếng rất cao, độ nhiễu tiếng rất cao, và cái kết quả đạt được mong muốn hầu như là không có các bác nhé. Vâng, và cái càng nhiều sò thì nó làm cái cánh đàn nhiệt càng nóng và nó tản nhiệt không kịp, nó sẽ gây cháy, và cái công suất của nó chưa chắc đã đủ như nhà sản xuất đã nêu ra. Vâng, đấy là những cái sò mà sò thường rất là nhiều. Đây là cái đây mà bên em lấy ra thí dụ cho các bác trải nghiệm. Thì đúng ra là các bác mua thì các bác rất ít khi được so sánh, thì các bác cũng chỉ có ở nhà mua được một bộ sản phẩm thôi, thì các bác không có cái chỗ nào để so sánh cả. Và nghe thì nó cũng chỉ để lắng nghe. Còn chiều nay em sẽ bỏ ra để chứng minh cho các bác vì sao. Về những cái dòng sò thường ấy thì là cái tiếng nhạc nó rất là tối, nó không được bay tiếng, nghe tiếng rất là bị bí. Vâng, thì là, đấy là cái công nghệ thường mà giá ra cả thị trường rất là rẻ. Các bác các bạn sao mà bên kia rẻ bên kia đắt, đấy thì là cái kết quả các bác đạt được là cái chất âm rất là tối. Các bác chỉ được lợi ban đầu thôi nhé, là cái đầu tư về cái đẩy rẻ mà công nghệ thường thì là mới đầu thì các bác có thể là gánh được, nhưng sau này khi mà một thời gian các bác nghe quen rồi đấy, cảm thấy chất âm nó không hay, thì các bác phải hỗ trợ thêm rất là nhiều thiết bị như máy nâng tiếng này, như idol này, như lọc xì này. Đấy thì các bác sau này các bác phải đầu tư thêm chi phí rất là lớn, thêm mấy thiết bị nữa thì chất nhạc của mình nó mới hay. Đấy thì các bác cũng phải so sánh. Có những cái đẩy công nghệ class AB, công nghệ class D nó chỉ có chênh nhau có mấy trăm nghìn thôi, nhưng các bác cũng rất là đắn đo, nhưng cái kết quả các bác đạt được rất là khác. Ví dụ là những đẩy công nghệ class AB, công nghệ class D các bác chỉ mua một lần thôi, các bác không phải đầu tư về sau này nữa. Nhưng riêng cái dòng class thường thì các bác đầu tư rất là nhiều thiết bị, rất là tốn kém. Vâng, đây thì em cũng để nhạc chỉnh 12 giờ các bác nhé. Vâng, 12 giờ nhạc rất là bí, em to lên này, to nữa này, Đấy, hết luôn, em để hết luôn nhá. Đấy, không bao giờ quá công suất được. Đấy, đấy, không bao giờ lên được công suất đủ. Mà đây em đang đánh đô la full các bác nhá. Đây, em đang đánh đô la full đấy ạ, Wewood V400. Đấy ạ. Còn thì đây là về cái đẩy công nghệ thường thì em sẽ chuyển cái vang kia, vẫn những cái núm tích chỉnh mà em đã để nguyên. Em chỉ cần chuyển sang cái đẩy công nghệ class AB, Wewood D100 thì các bác sẽ nghe tiếng nó sạch hơn có nhiều không nhá. Thì các bác đánh giá và các bác trải nghiệm luôn cùng em. Vâng, đấy các bác nhé, sau khi bên em đã giới thiệu chi tiết về cái đẩy Yamaha 7.000S và sau đó thì em đã chuyển cái vang cơ lai số JK15 sang cái đẩy công nghệ Class AB, cũng là hướng 12 giờ các bác nhé, cũng là hướng 12 giờ đấy ạ, chuẩn không hoàn chỉnh. Còn cái cả núm volume của cái vang vẫn để em đã để nguyên, nhưng cái dòng này lại chỉ có 16 giò thôi. Đấy, dòng này chỉ có 16 giò, mỗi bên 8 giò, 16 giò, rất là ít giò thôi, nhưng cái công suất cực kỳ là cao. Đây là dòng công nghệ Mỹ, người Mỹ thì không bao giờ người ta tiết kiệm, cứ đánh thật căng thật hay thì người ta sản xuất. Đấy, đây em test trực tiếp cho các bác nhé, nhạc rất sạch, rất là tí tách, rất là quyện. Đây là dòng công nghệ Class AB, nguồn rất to. Đây em bỏ sẵn ra đây. Đấy, các bác nghe và trải nghiệm nhé, cái chất nhạc khác hoàn toàn luôn. Vâng, các bác mua tắt một tí thôi, nhưng các bác đổi lại được là các bác không phải mua thêm thiết bị hỗ trợ nào nữa, các bác không phải đầu tư, các bác chỉ được mua về dùng, chỉ cần một cái vang và một cái đẩy là chất nhạc này nó đã được xử lý rất là sạch bởi những cái công nghệ tinh vi, như những cái chip xử lý điện tử bằng công nghệ số, gồm rất là hiệu quả. Đấy, rất là ít sò các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em bỏ ra 3 cái đẩy để các bác trải nghiệm, rất ít các bác khách hàng mà có dịp được trải nghiệm cùng lúc 3 cái loại đẩy, 3 loại công nghệ khác nhau. Vâng, có những bác mua cái đẩy rất là rẻ, người ta chỉ cho bác nghe một thứ thôi, vì người ta đầu tiên là tồn hàng, người ta cũng đẩy màn tông ăn tháo đi cho hết. Vâng, thì bên em không như vậy, bên em phải tư vấn cho khách hàng làm sao cái mức đầu tư hợp lý nhất, sau này không phải đầu tư thêm. Đấy là cái mà các bác được lợi rất là nhiều. Vâng, riêng còn cái dòng đẩy Yamaha 7.000S này công nghệ thường mà rất là nhiều sò, các bác trước khi hỏi đấy ạ, bao nhiêu sò. Vâng, sau này các bác đầu tư rất là nhiều thiết bị nữa, lọc xì này, lâng tiếng này, nói chung là nhiều lắm, để hỗ trợ cho cái giải âm nó được hay hơn. Đấy, thì cái tiền về sau các bác mất rất là nhiều, nhưng riêng dòng công nghệ Class AB thì lại nó rất là ít, nó chỉ là tốn tiền một chút xíu thôi, đôi khi nhỉnh hơn những cái công nghệ thường có mấy trăm nghìn thôi. Đấy, thì các bác phân biệt được là mình nên mua cái nào cho nó phù hợp. Vâng, đấy bác nhá, em không dám mặn to luôn, rất là to luôn này, rất là to, không chịu nổi luôn. Đấy, to, rất là to, em phải giả về. Đấy, mà chỉ có 16 sò thôi mà về công suất thì nó gấp đôi cái Yamaha 7.000S. Đấy, vâng, thì bây giờ em sẽ cùng các bác chuyển sang một cái đẩy chỉ có 4 sò thôi nhá các bác nhá, công nghệ Class D chỉ có 4 sò thôi, mình nó đánh cực kỳ là căng đét. Đây, công nghệ Class D mà KX450, tôi chỉ có 4 sò nhé, sở hữu được đánh 2 kênh. Vâng, ở đây sau khi mà em đã test 2 cái đẩy phía bên cạnh đây về chất nhạc cùng một cách setup, và tất cả những cái setup đều giống nhau, volume của vang vẫn vậy, và cái volume của cái đẩy Kisoka 450 này cũng vậy, cũng để toàn hướng 12 giờ hết, để các bác nghe được ít sò hay nhiều sò khỏe. Vâng, đây nhé các bác nhé, cái đẩy này là đẩy công nghệ Class D. Vâng, nhìn rất là mỏng manh, nhưng sở hữu trong mình một cái công nghệ cực kỳ là hiện đại. Không biết bao nhiêu khối óc đã bỏ chất xám vào đây để hình thành lên một cái đẩy 2 kênh Piso K450. Vâng, đây các bác nhá, chỉ có 4 sò đấy ạ. Đây chỉ có 4 sò. Đấy, 4 sò, và cái cần nhiệt rất là mỏng, rất là nhỏ. hầu như không sinh ra nhiệt, và bản thân là cái đẩy Wewood D100 này cũng hầu như không sinh ra nhiệt, vì thế cái cạnh nhiệt cũng khá là nhỏ, không như cái đẩy Yamaha 7.000S bên này cái cạnh nhiệt rất là nhiều, rất là dày. Đấy, đang nhiều sò, đang nóng. Đấy, quay trở lại cái đẩy Kisoka 450 đi ạ. Vâng, đây chỉ có 4 sò cho 2 kênh, làm công suất đánh cực kỳ là căng, được sở hữu những cái con chip được làm công nghệ dán cực kỳ là nhỏ, chất âm cực kỳ sạch. Đấy, thì em thử cho các bác trải nghiệm cùng lúc 3 công nghệ đẩy khác nhau. Bên em rất là kỳ công mà nhân viên bê ra rất là nhiều đẩy để giới thiệu cho các bác. Đấy ạ, không phải ngẫu nhiên mà bên em tháo ra đâu, thì rất nhiều các bác hỏi shop là sao chỗ này đắt, chỗ này rẻ. Đấy thì bên em giải đáp thắc mắc vì sao đôi khi đắt được 500.000 mà các bác đạt được hiệu quả rất cao về công nghệ, về chất nhạc các bác sở hữu với một cái đẩy và một cái van, và các bác không phải mua thêm thiết bị hỗ trợ nhiều. Đấy là cái mà các bác đạt được. Đôi khi ví dụ là cái đẩy này em ví dụ nhé, cái đẩy này là 3 triệu, đẩy này đây thường thường là cái này là trên thị trường đang là 3.8 triệu đi, 3.8 triệu. Cái này chênh nhau một chút xíu này. Đấy, cái này chênh nhau một chút xíu này. Nó chỉ chênh nhau không đáng là bao nhiêu, chỉ là một bữa nhậu thôi, nhưng các bác sẽ được sở hữu một công nghệ hoàn toàn mới và thích hợp với cái thời điểm hiện tại. Sau vài năm nữa cũng không bao giờ sợ lỗi thời. Đấy, thì em phân tích cho các bác rất là chi tiết và về cả về công nghệ, cả về cái nhạc, ở cái sự so sánh giữa 3 cái đẩy khác nhau. Vâng, hiện tại thì bên em đang dẫn đầu với 2 cái đẩy công nghệ rất là mới và bán rất là thịnh hành hiện nay, đó là đẩy Wewood D400 và cái đẩy Giso KX450 bằng màu vàng rất đẹp. Thì đây em chuyên là dòng KX và Wewood. Vâng, dòng Yamaha này bên em không dám bán cho khách hàng vì là công nghệ cũ rồi, nhưng rất nhiều người vẫn còn bán vì nó là rẻ nhưng không đi đôi với chất lượng các bác nhé. Vâng, thì sau clip này thì các bác cũng đã được trải nghiệm so sánh cùng lúc 3 cái đẩy khác nhau, thì các bác cũng được trải nghiệm và các bác cũng có thể là hiểu và phân tích được vì sao là mình nên mua những cái này, mình nên mua những cái kia. Vâng, JK Audio cũng mong các bác khách hàng là hãy là những người tiêu dùng thông thái, lựa cho mình những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất. Vâng, sau cùng thì em xin chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và hạnh phúc. Vâng, sau đây em xin phép dừng video. Hẹn các bác vào các clip sau ạ.